áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh. Thầy trò chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình ngữ văn ôn luyện lớp 12 thi Trung học phổ thông quốc gia. Thế thì các em chú ý là trong những cái tiết học trước, trong những cái bài học trước thì thầy đã hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu các cái kiểu bài cũng như là phương pháp làm các cái kiểu bài, ví dụ như là so sánh này, đúng không? Hay là phân tích này. Và trong cái bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ cùng với các em chúng ta đi tìm hiểu một cái phương pháp làm kiểu bài, đó là phương pháp làm kiểu bài bình luận văn học. Thế thì cái khái niệm bình luận và bình luận văn học thì chắc chắn là các em đã được làm quen, và thậm chí là các em đã làm cái kiểu bài này nhiều rồi, đúng không ạ? Thì bản chất của bình luận là gì, đúng không? Đấy. Và khi bình luận thì chúng ta phải đáp ứng được những cái yêu cầu nào? Đấy, thì trong cái bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ cơ bản chỉ ra cho các em nhận thấy được bản chất của vấn đề bình luận văn học, và chúng ta sẽ áp dụng nó để chúng ta giải quyết một cái đề bài bình luận văn học là như thế nào. Chúng ta sẽ sang phần 1, đấy là khái quát. Một, khái quát. Khái quát. Thế bình luận là gì? Có đúng không? Chúng ta sẽ nắm được thứ nhất là một cái khái niệm bình luận là gì, và cái thứ hai là bình luận văn học, đúng không? Vậy thì cái thứ nhất, bình luận là gì? Bình luận. Thì các em thấy một điều là bình là bình phẩm, là bình giá, đúng không? Thế còn luận là luận bàn. Như vậy bình luận là làm sao nhỉ? Thể hiện cái cách đánh giá bàn luận của mình về một vấn đề nào đó, có đúng không? Đấy, bình luận là cách đánh giá, là cách đánh giá bàn luận, bàn luận về một vấn đề, một vấn đề, một hiện tượng nào đó. Thế thì cái vấn đề, cái hiện tượng nào đó này có thể là cái vấn đề, cái hiện tượng của tự nhiên, cái vấn đề, cái vấn hiện tượng của gì ạ? Của xã hội, của con người, hay là của gì? Của văn học, có đúng không? Vậy thì đây là chính là cái cách hiểu cơ bản nhất về bình luận. Thế còn bình luận văn học là gì? Chúng ta sang cái thứ hai, đó là bình luận văn học. Bình luận văn học đó là gì nhỉ các em nhỉ? Bình luận văn học nghĩa là nêu ý kiến đánh giá của mình về những vấn đề liên quan đến văn học. Mà những vấn đề liên quan đến văn học thì nó nhiều lắm, đúng không? Nó là phong cách sáng tác này, nó là trào lưu sáng tác này, nó là nhân vật này, nó là các cái chi tiết trong tác phẩm văn học này, nó là ý nghĩa này, nội dung này, nghệ thuật này, đúng không? Vậy thì bình luận văn học là nêu ý kiến đánh giá, nêu ý kiến đánh giá về lĩnh vực văn học. Mà về lĩnh vực văn học thì nó nhiều lắm, đúng không? Như thầy nói rồi, là tác phẩm văn học này, phong cách sáng tác này, trào lưu sáng tác này, về nội dung này, về nghệ thuật này, hoặc là về về nhân vật văn học, có đúng không? Như vậy là ta đưa ra cái ý kiến đánh giá của mình, đúng không? Cái ý kiến đánh giá đấy nó phải khách quan, nó phải chuẩn mực về vấn đề văn học, đúng không? Đấy, thì đấy là cái cách hiểu đơn giản nhất, cơ bản nhất về bình luận và bình luận văn học, đúng không? Đấy, thì chúng ta chuyển sang phần hai lớn, chuyển sang phần hai lớn. Thế thì ở cái phần hai lớn này thì thầy sẽ cùng với các em chúng ta đi tìm hiểu và vận dụng cái lý thuyết bình luận văn học vào một cái kiểu bài, vào một cái kiểu đề nhá. Đấy, phần hai lớn đó là hướng dẫn
phương pháp làm bài. Hướng dẫn phương pháp làm bài. Thế thì bây giờ thầy có một cái đề như thế này. Đã. Một là cho đề bài. Cho đề bài. Đã. Cho đề bài. Thầy có cái đề bài như sau. Đã. Có ý kiến cho rằng. Có ý kiến cho rằng. Hai chấm màu kép. Bài thơ sóng của Xuân Quỳnh thực sự là một tuyên ngôn về tình yêu của tuổi trẻ. Chấm. Và đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Em hãy bình luận. Em hãy bình luận ý kiến trên. Đề bài của chúng ta là như vậy. Có ý kiến cho rằng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh thực sự là một tuyên ngôn về tình yêu của tuổi trẻ. Và yêu cầu là em hãy bình luận ý kiến trên. Đấy. Thế bây giờ thầy sẽ đi vào hướng dẫn cái phương pháp làm bài. Ở cái kiểu bài là bình luận văn học. Thế thì cái kiểu bài bình luận văn học, các em chú ý là về bố cục, về kết cấu thì nó cũng giống như các cái kiểu bài khác. Ví dụ như phân tích, ví dụ như là so sánh, ví dụ như là cảm nhận. Nghĩa là cái bố cục của nó, của một bài văn không thay đổi. Nghĩa là cũng có 3 phần. Và nhiệm vụ của mỗi phần là nó cũng như nhau. Có đúng không? Nào, thì bây giờ đi vào hướng dẫn cụ thể. Ở phần mở bài thì cái nhiệm vụ chung của nó vẫn là thế, có đúng không? Đấy là chúng ta dẫn dắt để giới thiệu cái nội dung cần bình luận, đúng không? Dẫn dắt để giới thiệu nội dung cần bình luận. Thế thì cái nội dung cần bình luận ở đây là gì? Đó chính là cái ý kiến này. Cái nội dung cần bàn luận, cần bình luận, đó chính là cái ý kiến bài thơ Sóng là một tuyên ngôn về tình yêu của tuổi trẻ. Chúng ta bình luận ý kiến đó, chúng ta đánh giá cái ý kiến này. Xem là ý kiến đấy có hoàn toàn đúng hay không. Và ở một khía cạnh nào đó thì nó cần phải trao đổi thêm về vấn đề gì. Hay nói cái khác là gì ạ? Là cái tính đúng đắn và một số cái vấn đề còn bàn luận, còn phải bàn thêm của cái ý kiến này. Đấy, và cái mục đích cuối cùng của chúng ta không phải rằng là thừa nhận ý kiến này đúng hay là sai nhá. Không phải là thừa nhận ý kiến này đúng hay là sai, mà ta đưa ra cái cách đánh giá của mình trước một cái ý kiến bàn về văn học, để mình tỏ rõ cái thái độ của mình, đúng không? Đấy, thì cái phần mở bài chính là gì ạ? Vẫn quen thuộc thôi, đó là dẫn dắt để giới thiệu nội dung cần bình luận ở phần thân bài, đúng không? Chúng ta chỉ cần đặt vấn đề thôi. Đấy. Thế còn mở bài dẫn dắt như thế nào mà để cho nó ấn tượng, để cho nó hay? Đấy, thì các em hãy cố gắng suy nghĩ nhé. Ở một số những cái bài trước đây thì thầy đã hướng dẫn các em khá nhiều về cái vấn đề dẫn dắt ở phần mở bài rồi. Đấy, thì ở cái khóa ôn luyện nhé. Ở khóa ôn luyện thì khi mà đi vào thực hành chữa những cái đề cụ thể về các cái ở văn bản thì thầy sẽ hướng dẫn các em một cách là cụ thể hơn nhé. Cụ thể hơn. Ở đây thì thầy nhấn mạnh cái phương pháp làm bài cho chúng ta, đúng không? Đấy, ở phần mở bài là làm sao? Dẫn dắt để chúng ta giới thiệu vấn đề. Đấy, dẫn dắt để giới thiệu vấn đề, được chưa? Đi sang phần thân bài.
cái phương pháp làm kiểu bài bình luận văn học là nó ở đây này nhá, nó ở đây này. Đấy, thế thì đi vào một cái đề cụ thể như thế này thì chúng ta cần vận dụng cách làm như thế nào, đúng không? Cái điều thứ nhất các em cần phải làm được đó là chúng ta khái quát vài nét về bài thơ sóng. Đấy, chúng ta đi khái quát vài nét về bài thơ sóng, được chưa? Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta nêu khái quát về nội dung của bài thơ sóng. Bài thơ sóng nó viết về cái gì, đề tài của nó là gì, và nó thể hiện cái sự băn khoăn trăn trở của ai, đúng không? Thì các em học rồi thì chắc chắn là chúng ta đã thấy, đúng không? Bài thơ sóng là thể hiện cái quan niệm của Xuân Quỳnh về tình yêu, cái quan niệm của một người con gái đang yêu về tình yêu, đúng không? Mãnh liệt đấy, đắm say đấy, nhưng nhiều lúc cũng rất gì ạ, dịu dàng mê đắm, khi thì hổ báo cáo trồn, khi thì thỏ non nai tơ, đúng không? Yêu quyết liệt, đúng không? Yêu chân thành, hoàn toàn là thủy chung son sắt, đấy, hoàn toàn là dâng hiến, đúng không? Thế đấy là những cái mà chúng ta cần phải nói, được chưa? Đấy, thế thì cái quan trọng nhất của cái đề này là chúng ta bình luận cái ý kiến đó, đúng không? Đấy, vậy thì cái bước thứ hai là chúng ta đi vào giải thích ý kiến. Đi vào giải thích ý kiến. Vậy thì khi mà đi vào giải thích ý kiến thì chúng ta giải thích cái gì? Nghĩa là chúng ta làm cho người đọc, người nghe hiểu về cái ý kiến này. Thế nào, bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Bài thơ sóng của Xuân Quỳnh thực sự là một tuyên ngôn về tình yêu của tuổi trẻ. Thế ý kiến này nó muốn nói cái gì? Nó muốn nhấn mạnh là cái bài thơ sóng của Xuân Quỳnh ấy là thực sự là một tuyên ngôn về tình yêu của tuổi trẻ. Đấy, nghĩa là bài thơ sóng là những cái gì tinh túy nhất, đúng không? Là tiếng lòng, là tiếng trái tim của tuổi trẻ về gì? Về tình yêu. Nghĩa là yêu nó phải như vậy, nhất là những người con gái, được chưa? Đã, ý kiến nó nói như vậy, ý kiến nêu ra vấn đề như vậy. Vậy thì xuất phát từ ý kiến, chúng ta đã nhìn thấy được những cái gì mà mình cần phải trao đổi rồi, đúng không? Thì vậy thì liệu rằng là tất cả mọi người, mọi tuổi trẻ, mọi bạn trẻ đều tuyên ngôn như vậy không? Đúng không? Đấy, tâm hồn người con gái đang yêu trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh là như vậy. Nhưng mà những người khác người ta không như vậy thì sao? Người ta cứ âm thầm thôi, đúng không? Đấy, người ta cứ âm thầm, người ta cứ hành động để cho đối phương thông qua những cái việc làm của họ để hiểu mình, để hiểu đối phương, để hiểu đối tượng, chứ không cần phải nói ra. Có đúng không? Và thêm nữa, nhiều người cũng quan niệm rằng là trong tình yêu không phải quá hy sinh quá nhiều. Bởi vì là thường thường để hy sinh quá nhiều thì đến cuối cùng nỗi đau lại quá lớn, đúng không? Cho đi quá nhiều mà nhận về thì chẳng đáng là bao nhiêu, được chưa? Đấy, thì có nhiều cái quan niệm, đúng không? Có nhiều cái quan niệm như vậy, chúng ta nhìn ra vấn đề rồi nhá. Đấy, đi vào giải thích ý kiến, giải thích xong ý kiến thì bây giờ chúng ta mới đi vào bình luận. Thế thì khi mà đi vào bình luận thì cái điều đầu tiên chúng ta phải thừa nhận rằng là cái ý kiến này nó rất là sắc đáng, nó rất là sâu sắc, đúng không? Thứ nhất là thừa nhận ý kiến sắc đáng, sâu sắc. Đấy, nó sắc đáng, nó sâu sắc chứ. Bởi vì đa số, đúng không? Đa số các bạn trẻ, nhất là người phụ nữ đang yêu, đều có một cái quan điểm như thế này, quan niệm như thế này, đúng không? Nhất là những người phụ nữ mà yêu một cách chân thành,
yêu một cách hướng đến, dành trọn vẹn cho người mình yêu. Đấy, họ không mảy may có một cái suy nghĩ vẩn vơ, nghĩa là không bắt cá hai tay, đúng không? Không dùng cả chân để bắt cá, mà làm sao ạ? Mà hướng về anh một phương, chỉ một phương duy nhất thôi. Đấy, được chưa? Thừa nhận ý kiến sắc đáng, sâu sắc. Và cái việc thừa nhận này thì chúng ta phải nêu gì? Dẫn chứng, đúng không? Dẫn chứng ở đâu? Dẫn chứng trong bài thơ, dẫn chứng trong cuộc sống đời thường, dẫn chứng trong tình yêu đôi lứa, đúng không? Và cái mà người phụ nữ đang yêu nhận được khi mà họ chân thành, khi mà họ chung thủy, đó là gì nhỉ các anh nhỉ? Đó là sự ghi nhận và nể phục của đối phương, của người khác khi mà nhìn vào cái cuộc tình của họ. Cho dù người con trai kia có đi bốn phương, đúng không? Có thể yêu một lúc nhiều cô, nhưng mà cái cô này này chỉ yêu một người thôi, chỉ hướng về một phương thôi, đúng không? Đã thừa nhận cái ý kiến sắc đáng. Cái tiếp theo là chúng ta bàn luận thêm. Bàn luận thêm nghĩa là thế nào? Nghĩa là không phải tất cả mọi người con gái đang yêu đều như vậy, không phải tất cả các bạn trẻ đều như vậy, đúng không? Đó, như vậy chúng ta chỉ ra là không phải tất cả đều có quan niệm như vậy. Đấy, được chưa? Như vậy chúng ta đã tìm thấy được cái gì ạ? Có một cái điều gì đấy nó mang tính chất là gì ạ? Là khẳng định, đúng không? Là tuyệt đối hóa của cái ý kiến này. Bởi vì là trong cuộc sống, trong tình yêu, không phải ai cũng như thế, đúng không? Bởi vì mỗi một con người là một suy nghĩ, đúng không? Và ta chỉ nhìn thấy một vấn đề là đa số là như thế thôi, chứ không phải là tuyệt đại đa số. Nó chỉ là đa số thôi, đúng không? Nó vẫn có một số ít những con người là làm sao ạ? Là suy nghĩ khác, đúng không? Và cái thứ hai là có những cá tính khác mà vẫn thể hiện được tình cảm, tình yêu. Đấy, có những cái cá tính khác, những cái quan niệm khác, nhưng mà họ vẫn thể hiện được cái quan điểm về tình yêu, cũng rất sâu sắc, cũng rất chân thành, cũng rất thủy chung, đúng không? Đã có người thì muốn nói ra, muốn thể hiện ra, nhưng mà có người thì họ không nói, họ cứ thầm lặng thôi, đúng không? Nhưng mà họ vẫn thể hiện được cái tình cảm, cái quan điểm của họ, đúng không? Đấy, nhá, đi vào bình luận. Đấy, bình luận thì thứ nhất là thừa nhận ý kiến là sắc đáng. Ý kiến là sắc đáng, là sâu sắc. Nhưng chúng ta bàn luận thêm, đó là không phải tất cả đều có quan niệm như vậy, đúng không? Và cái thứ hai là có những cá tính khác mà vẫn thể hiện được tình cảm, tình yêu, đúng không ạ? Và đặt trong cái hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể thì làm sao nhỉ? Có những cái mối quan hệ, có những cái suy nghĩ, có những cái tình cảm nó còn mang tính chất gì? Cực đoan, lợi dụng, đúng không? Đấy. Cái tiếp theo đấy là chúng ta phê phán một số cái quan niệm thực dụng trong tình yêu. Thế thì cái quan niệm thực dụng hay là lợi dụng trong tình yêu đó là gì? Đó là gì? Đó là cái mục đích của họ không phải xuất phát từ tình yêu chân thành, đúng không? Và chúng ta phê phán cái điều đó, nhất là trong xã hội hiện nay,
các em thấy chú ý nha, nhất là trong xã hội hiện nay đấy. À, con gái cũng như vậy và con trai thì cũng thế, đúng không? Có không ít các trường hợp là lợi dụng tình yêu và chúng ta sẽ phê phán những cái biểu hiện đó, được chưa ạ? Đấy, đấy chính là cái phương pháp làm bài, cái cách làm bài ở cái kiểu bài là bình luận văn học. Chúng ta phải đưa ra cái ý kiến của mình, cái đánh giá của mình về một cái vấn đề, một cái nội dung của một tác phẩm văn học, đúng không? Đấy, mà thầy cũng đã nói rồi, nó rất là rộng, nó rất là rộng. Đấy, và cái cách làm bài nó là như vậy, đúng không? Đấy, khái quát ý kiến, đúng không? Giải thích ý kiến và đi vào bình luận. Đi vào bình luận thì thừa nhận cái những cái đúng đắn, những cái ý nghĩa mà vấn đề đó hay là ý kiến đấy nó mang lại. Và tiếp theo là chúng ta bàn luận thêm. Bàn luận thêm về gì ạ? Về những cái tồn tại, đúng không? Bàn luận thêm về cái những cái điều mà ý kiến chưa đề cập hoặc là tuyệt đối hóa, được chưa? Đấy. Và một cái nữa mang tính chất phản đề. Đây là phản đề này các em này nhá. Đây là yếu tố phản đề này. Mà cái yếu tố phản đề thì chúng ta sẽ thường gặp rất nhiều trong nghị luận xã hội, đúng không? Đấy. Chúng ta đi vào phê phán một số những quan điểm là sai lầm lợi dụng trong tình yêu. Và những cái quan niệm đấy thì trước sau chóng hay dày thì nó cũng lộ nguyên bản chất, đúng không? Đấy. Và sẽ cái người đó sẽ lĩnh hậu quả, được chưa? Đấy. À, như vậy thì tiếp theo là phần kết bài. Phần kết bài thì chúng ta làm sao nhỉ? À, đánh giá lại, xác nhận đó là một cái ý kiến làm sao nhỉ các bạn nhỉ? À, rất là sắc đáng, rất là sâu sắc. Và nó phần nào nó phản ánh được cái nội dung của bài thơ sóng của Xuân Quỳnh, được chưa? Và cái thứ hai đó là chúng ta cũng khái quát lại cái gì ạ? À, những cái vấn đề cần phải bàn luận thêm. Và chúng ta có thể đưa ra một số những cái liên hệ cho bản thân mình, đúng không? Đấy, các em liên hệ ngay chính bản thân các em, đúng không? Tôi, bản thân tôi, đúng không? Một thanh niên 18 tuổi sắp phải rời xa ghế nhà trường. Nhiều lúc và có khi trái tim tôi cũng đã rung động trước tình yêu, trước tình cảm đầu đời. Và khi đọc bài thơ sóng của Xuân Quỳnh, nhất là khi tìm hiểu ý kiến bàn luận về bài thơ sóng, tôi lại càng hiểu hơn về tình yêu. Và chính những điều đó nó sẽ dạy cho tôi, nó sẽ giúp tôi có một quan điểm, có một suy nghĩ, có một quan niệm đúng đắn, rõ ràng và sâu sắc hơn về tình yêu, được chưa? Đấy, thì trong cái bài học ngày hôm nay thì thầy đã hướng dẫn các em ở cái phương pháp làm kiểu bài bình luận văn học. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cái kiểu bài này trong những cái bài học tiếp theo ở cái khóa ôn luyện. Chúc các em học bài và nắm bài một cách hiệu quả. Buổi học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.